Xin chào các bạn đã đến với xưởng sản xuất của Inox Thanh Hưng, địa chỉ tại 163/8 Phạm Đăng Giảng, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh ạ. Hôm nay là ngày 3 tháng 1 năm 2024. Những ngày đầu năm của năm 2024 ạ. Trước mắt các bạn đây là một cái máy sấy băng tải rất là dài luôn. Bây giờ thợ điện ở bên chúng tôi là đang hoàn thành cái phần điện của cái máy sấy băng tải này. Đây là một cái máy sấy điều công nghiệp. Đây là cái bảng tủ điện của máy rất là lớn. Bên trong này là một cái máy trộn công nghiệp, máy trộn dạng lồng quay. Máy này thì khách hàng đặt dùng để trộn trà, rất là lớn luôn. Còn trong này là trong này là hai cái máy phi hành tỏi. Cái máy này thì sẽ phi được 10 kg trên một mẻ. Chúng tôi đã một cái đã làm xong và cuốn lại để chuẩn bị bàn giao cho khách hàng, và một cái thì đang ra công. Bên cạnh này là một cái nồi nấu phở. Nồi nấu phở với dung tích lớn. Và đây là một cái khoang của cái máy rửa công nghiệp. Còn đây là một cái máy thái tự động. Máy thái, máy cắt nát, bánh kẹp. Nếu như các bạn có nhu cầu đặt mua các cái loại máy móc được gia công sản xuất từ inox, như là các cái loại máy trộn, nồi chưng cất rượu, chưng cất tinh dầu, chảo xào nhân, thì liên hệ với lại inox Thanh Hưng qua số điện thoại ở trên màn hình ạ. 0908 312 438, hoặc là số 0904 646 238, hoặc là các bạn có thể đến trực tiếp tại xưởng sản xuất của chúng tôi, địa chỉ tại 163/8 Phạm Đăng Giảng, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh ạ.